Các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Đài Trang. Lâu lắm rồi thì mình mới được ngồi trước camera để quay một cái video clip tiếp theo cho các bạn. Với cái make up look như hiện giờ các bạn thấy thì có thể là các bạn đoán là hôm nay mình sẽ trang điểm theo cái phong cách Tây hoặc là một cách lồng lộn để ăn tiệc tối ví dụ chẳng hạn. Nhưng mà hôm nay thì mình có một cái chủ đề khác hơn so với lại những video clip trước của mình. Đó là chủ đề review và swatch son. Video kỳ này mình sẽ chọn cái dòng son để mình review cho các bạn, đó là dòng son matte của Maybelline. Thực ra thì cái bộ này mình mua trên Lazada thì nó có nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ chọn ra 4 màu mà mình nghĩ là thích hợp nhất, cũng giống như là bạn gái nào cũng có thể sử dụng đi ăn tiệc hoặc là trang điểm hàng ngày tự nhiên cũng được, từ tông nhạt cho đến tông đậm. Thì trên môi mình hiện giờ các bạn thấy là mình đang đóng dưới dạng hàng môi, và nếu như các bạn có thể đoán được xem một trong bốn cái màu son mình sẽ đứng góc mặt hiện nay thì các bạn đoán được xem là màu son mình chọn là màu nào nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu review và swatch từng em son một trong bộ sưu tập 4 cây son của Maybelline Match mà mình vừa mới sắm được nha các bạn. Chúng ta bắt đầu luôn nè. Màu son đầu tiên mà mình chọn đó là màu đỏ tươi, có mã là 609. Các bạn có thể thấy là cái vỏ hộp nó rất là chắc chắn, bằng nhựa và có đáy là bằng kim loại. Khi mà mình mở ra và mình mặc lên thì mình thấy là em nó rất là chắc chắn ha, và có màu rất là tươi. Rồi bây giờ mình sẽ đắm thử lòng môi cho các bạn xem trước. Nguyên tắc đánh môi, lòng môi mình sẽ đánh thật đậm ở bên trong, sau đó các bạn sẽ mập lại như thế này, và sau đó mình sẽ dùng tay để mình tán ra nha. Vậy là xong rồi, các bạn thấy với em này thì đánh lòng môi như thế này thì rất là xinh, và nó có base hồng, không hẳn là đỏ tươi. Các bạn có thể sử dụng kiểu đánh môi này khi mà các bạn có điểm hàng ngày cũng được. Bây giờ mình sẽ đánh thử full môi cho các bạn xem nha. Wow, đây là đánh full môi. Thì khi mà đánh full môi các bạn thấy em đầu ra một cái màu đỏ rất là tươi, rất là đậm. Và với cái make up look mắt ngày hôm nay của mình thì em này đã tôn lên được cái nét sắc sảo quyến rũ, rất là phù hợp cho các bạn đi ăn tiệc tối, cũng giống như là tôn lên răng của mình nha. Với bạn nào mà hàm răng đều tăm tắp và trắng thì cái em này rất là phù hợp, sẽ tôn lên cái hàm răng trắng của các bạn. Cây tiếp theo mình sẽ sử dụng để mình review và swatch cho các bạn, đó là em 695, có màu là Divine Wine. Mình dịch là đỏ rượu các bạn ơi, đỏ rượu nha. Nó khác với màu đỏ tươi lúc nãy. Em này cũng có hộp nhựa và đáy là kim loại, dòng một dòng của Maybelline Matte. Thì em này có một màu đậm hơn so với em hồi nãy, thì các bạn có thể so sánh. Đây là đỏ tươi, còn em này là đỏ rượu. Đây là mã 690, còn em này là mã 695, thì nó sẽ đậm hơn một chút xíu nha. Bây giờ mình sẽ swatch thử lòng môi cho các bạn xem nha. Wow, các bạn ơi, đây là kiểu đánh lòng môi với em đỏ rượu. Khi các bạn thấy màu của cây son thì có vẻ trông là màu đỏ nâu, nhưng khi các bạn đánh lên lòng môi của mình như thế này, các bạn có thấy tông tím, hơi hơi tím tím đỏ đỏ một chút xíu, chứ không hẳn là đỏ không hoặc là nâu không. Kiểu đánh này có thể phù hợp khi mà các bạn đi ăn tiệc cũng được ha. Bây giờ mình sẽ đánh full môi cho các bạn xem nhé. Đây là màu đỏ rượu Divine Wine 695. Nếu như bạn nào muốn mình trở nên sắc sảo, phá cách, quyến rũ, cá tính một chút thì hãy chọn em này nhé. Khi các bạn đánh full môi như thế này, các bạn cảm nhận được tôn lên nước da của mình và hàm răng trắng của mình. Các bạn có thấy điều này không? Màu tiếp theo đó là em 657,
Nude Nuance. Đây là một màu nude, mình nói sao nhỉ, có tông nâu, rất là phù hợp với mùa đông, mùa thu. Nên các bạn mở vỏ hộp ra nha, chúng mình cùng xem là bên trong sắc màu như thế nào nha. Wow, các bạn thấy em này như thế nào? Có chút hồng hồng, nâu nâu. Và màu nude này thì rất là phù hợp cho tông da. Các bạn trang điểm mắt đậm một chút xíu thì em này sẽ rất là tây đó. Nào chúng ta cùng đánh lòng môi trước nha. Các bạn ơi, trông mình có vẻ tây hơn rồi đúng không nào? Đánh lòng môi thì sẽ không phù hợp lắm, vì giống như là nude thì giống như màu da thì nó sẽ không tôn lên được. Nếu các bạn muốn đánh lòng môi thì bên trong mình nghĩ là các bạn nên sử dụng một cái màu đậm một chút xíu, có tông đâu, nâu đất hoặc là cam đất đậm một chút nhé. Bây giờ mình đánh phương môi nha. Ok, đây là full môi đối với em Nude Nuance. Các bạn trong makeup look với đôi môi này như thế nào? Một nhược điểm đối với em này mình nghĩ có thể là hơi làm cho răng của mình vàng hơn một chút xíu. Cho nên nếu như bạn nào răng trắng thì hãy đánh em này nha. Tuy nhiên thì em này rất phù hợp với lại tông lạnh. Các bạn đánh tông tây, tông lạnh thì mắt nhớ nhá một chút sẽ rất là đẹp. Và đây là màu cuối cùng trong 4 màu hôm nay mình review cho các bạn. Đó là màu 665 Lust for Blush. Em này thì vẻ ngoài các bạn trong cái vỏ hộp thì có vẻ là màu tím đúng không nào? Nhưng thật ra khi các bạn mở hộp và các bạn mặc lên thì ở bên trong em nó lại là màu hồng đất hay là hồng nude. Có hơi ẩm tím, base tím nhưng thật ra em này là màu hồng nude đó các bạn ơi. Rất là xinh đúng không nào? Bây giờ mình sẽ swatch cho các bạn trên môi và với kiểu lọc môi trước xem em nó như thế nào nha. Với kiểu đánh lọc môi như thế này rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà có vẻ các bạn có đồng ý với mình rằng mặt mình sẽ trông tái đi hơn không? Vì em này không phù hợp với kiểu đánh lòng môi lắm thì phải. Với em này thì mình nghĩ các bạn trang điểm không phải là quá nhạt. Tại vì em này sẽ làm cho mặt mình tái hơn một chút xíu. Với cái đôi mắt như thế này mình cảm thấy mình tái hơn một bậc rồi. Bây giờ mình thử đánh kiểu phương môi nha. Wow! Có vẻ đánh full môi với những em matte dòng matte Maybelline này thì sẽ phù hợp hơn với lại đánh lòng môi đó các bạn. Các bạn thấy mình đánh full môi thì mặt của mình không còn tái nữa, rất là tươi tắn. Và màu son này sẽ phù hợp với những bạn nào trang điểm tông hồng tím nha. Các bạn ơi, vậy là mình đã review và swatch son 4 màu son của Maybelline dòng matte son lì nịnh môi. Bây giờ mình sẽ swatch hai tay cho các bạn xem từng màu để các bạn có thể có sự lựa chọn tốt nhất cho mình nhé. Màu thứ hai là màu 695 Divine White. Các bạn thấy mình swatch một đường là lên một đường liền. Thì các bạn có thể thấy là màu Divine White sẽ có tông nâu một chút xíu nha. Màu thứ ba mà mình review cho các bạn đó là màu Nude Nuance, sẽ có tông nâu đất, cũng rất là đậm đà đúng không các bạn. Và màu cuối cùng đó là màu Lust for Blush, có nghĩa là có tông tím hồng. Em này như thế này, khi các bạn thấy rõ ràng thì 4 tông màu này rất là dễ sử dụng, từ đậm đến nhạt. Và các bạn có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, cũng giống như là mình đã nói, mình recommend cho các bạn màu đỏ tươi và màu đỏ rượu. Thì hai màu này, một màu có thể sử dụng để trang điểm hàng ngày nếu các bạn đánh lòng môi, còn một màu thì các bạn có thể sử dụng đi ăn tiệc tối, các bạn sẽ là người nổi bật nhất trong bữa tiệc. Còn hai màu nude này là sự lựa chọn tốt nhất nếu như các bạn muốn trang điểm theo tông tây và mùa thu nhé. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem là các em này có lâu trôi hay không nhé. Bây giờ mình sẽ tẩy trang một chút xíu nha. Như các bạn đã thấy thì khi mà mình tẩy đi, em này cũng có trô nhưng mà trô không có quá nhiều. Nhưng mà các bạn cũng thấy là nếu như các bạn ăn uống thì các bạn nhớ đem theo son để dặm lại nha. Nhưng không ăn uống các bạn có thể giữ suốt 8 tiếng luôn đó. Còn nếu như các bạn ăn uống thì giữ khoảng chừng có 3 tiếng đến 4 tiếng, các bạn nên dặm lại.
Đặc biệt thì em này, như các bạn đã thấy, cũng rất là dễ dành cho những loại chuyên tẩy môi thì sẽ rất là dễ ra. Còn nếu như các bạn sử dụng loại bình thường thì các bạn phải dặm đi dặm lại rất là nhiều lần thì em nó mới sạch hoàn toàn nhé. Các bạn ơi, vậy là mình đã review xong dòng sản phẩm son lì nịnh môi matte của Maybelline. Thì các bạn có thể thấy bốn màu này là bốn màu mình cho là dễ sử dụng từ trang điểm tự nhiên hàng ngày cho đến trang điểm tiệc tối rực rỡ cũng giống như là sắc sảo. Thì các bạn có sự lựa chọn cho riêng mình màu nào phù hợp với mình trong từng hoàn cảnh nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và nhớ nhấn like và subscribe cho mình nhé.